Thưa quý vị, dự án bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chạy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên đang xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 6 tháng 7 năm 2023, lượng nước lớn đổ về khu vực công trình bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng dẫn đến tình trạng sạt lở. Có những đoạn nước chảy mạnh đã gây xói mòn, tạo thành các hàm ếch cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng đến các công trình phụ cận. Nếu không có các phương án xử lý kịp thời, nguy cơ sạt lở cống thoát nước và đường giao thông là rất cao. Trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, đại diện đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Thuận Hà đã đưa ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở. Nước nó mưa lớn với mình nước cầm một dìa nó đổ về, xử lý xuôi cái dòng phía bên ống sạt cho nước nó chuyển cái hướng về đó, rồi bên này thì mình sẽ cho lắp rồi gia cố lại để đừng có bị sạt. Được biết, dự án bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng có tổng mức đầu tư trên 120 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án có ý nghĩa quan trọng để chống sạt lở khu vực suối cầu Cần Đăng, cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, kích thích sự phát triển của hai bên bờ kè, làm thay đổi diện mạo của vùng trung tâm thị trấn. Tuy nhiên, với tình trạng lở như hiện nay, nhất là khi mùa mưa đang bắt đầu, đơn vị thi công cần có các giải pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi đi qua khu vực trên, tránh các tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.